Xin chào cả nhà. Cả nhà còn nhớ cái thùng mà hôm qua mình và anh Rob chắc lên không? Và hôm nay người ta tới để người ta chở đây rồi cả nhà. Nhưng mà sau khi mình chắc lên á, trời nó mưa cho nên nước nó đọng ở dưới đó. Bây giờ người ta nghiêng để cho nước nó chảy ra này. Nước chảy ra quá trời luôn. Ở dưới cái đáy nó không có lỗ cả nhà ơi. Nước nó đọng, bây giờ người ta phải nghiêng nước nó chảy hết ra rồi người ta mới chắc lên. Chứ không là người ta không có đưa lên rồi chở đây là nước nó sẽ chảy đầy trên cái xe của người ta đấy. Như vậy nước nó đổ ào ào luôn. Ồ, quá trời nước luôn. Bây giờ người ta chắc nó lên cái xe này, người ta đẩy kéo nó lên đó. Ủa, cái này hơi lần đầu mình thấy luôn nè. Úp úp, người ta chắc lên thiệt là cao. Đó, nâng nó lên nó như vậy. Cho lên cái xe này luôn. Thú vị hết cả nhà. Bây giờ ấy, người ta sẽ lấy một cái màn này nè, người ta sẽ tủ nó lại, đậy nó lại để khi mà chở đi á, cái rác nó không có bị bay đầy đường luôn. Thế là đã xong và người ta đã chở cái thùng này đi rồi. Hay là tạm biệt mớ rác của nhà mình nằm trong nhà bao nhiêu năm, cuối cùng thì cũng đi theo người ta về nơi ở mới. Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình đang ở bên New York. Cũng lâu rồi mình chưa bao giờ quay cho cả nhà xem là ngôi nhà ở bên New York như thế nào, đúng không? Hôm nay mình sẽ quay một cái đoạn video ngắn review cho cả nhà xem là ngôi nhà mà mình và anh Rob ở bên New York lâu nay như thế nào nha. Chuẩn bị chờ xe nó qua, nó chở đi, chở đồ qua bên kia cho mình, cho nên ở trong nhà nó rất là bừa bộn và mọi thứ đều đã quá chuẩn bị chuyển đi hết rồi. Mời cả nhà đi qua nhà với lại mình nha. Đây là phòng khách của nhà mình nè cả nhà. Nhưng mà hôm nay mình dọn đồ này cho nên đồ của mình đã gói hết rồi. Bàn ghế và ghế sofa thì người ta sẽ gói cho mình, và đèn nữa. Còn lại đồ của mình thì mình đã bỏ hết vô thùng rồi. Đó là ở chỗ này là một cái bàn ăn cơm này cả nhà. Đây là cái bàn ăn cơm. Nhưng mà mình đã dọn dẹp hết rồi cả nhà thấy không? Bên này mình quay cả nhà xem là giống như là chuẩn bị chuyển đồ đi luôn rồi. Không có còn đồ của mình trong này cho nên nhìn nó sẽ rất là khác luôn á. Ở dưới này là nhà bếp này. Nhà bếp thì có một cái bàn nữa cả nhà ơi. Cái bàn, đây có tủ lạnh. Và hôm bữa có một cái bàn ở chỗ kia thì mình để lò nướng của mình với lại cái microwave, mà bên đây mình để cái microwave trên kia rồi. Đây thì có cái lò nướng này. Những cái lò nướng này rất là cũ nhưng mà vẫn còn xài được nha cả nhà. Này là cái bếp nữa nè. Cái bếp này nữa. Cái bếp này thì nó cũng rất là cũ, vẫn xài được bình thường ha. Đó. Và có một cái tủ lạnh. Đây thì có cái máy rửa chén nè. Ở nhà bếp cả nhà thấy cái nền không? Nền nó cũ, quá cũ luôn. Đen thui luôn á. Ở phía bên kia thì mình có một cái máy giặt và một cái máy sấy thì để ở chỗ đây. Thì máy giặt và máy sấy này thì mình và anh Rob quyết định sẽ để lại. Ở phía này là cái cửa đi vào nhà tắm và nhà vệ sinh này cả nhà. Thì mình phải đợi người ta dọn đồ ra, sau đó mình mới quét dọn nhà được. Đó, từ chỗ phòng khách này nhìn ra là có một cái cửa sổ bự. À, từ chỗ phòng ăn thì mình có thể nhìn ra thấy khu vườn của mình. Khu vườn của mình thì mình đã tháo hết rồi. Ở phía sau nhà thì không có còn cái gì nữa. Đây, chỉ còn mấy cái đó thôi cả nhà. Nhà mình có rất là nhiều cái này nè. Cái này người ta gọi là cái tủ để mình chứa quần áo đồ đạc đó. Nhà mình có nhiều cái này lắm cả nhà. Mở cho cả nhà xem này. Đó. Sau đó thì mình sẽ đi vô đây. Đây cũng có một cái nữa nè. Đó. Nhưng mà này trống hết rồi. Tủ này là để quần áo, khen cái này là để khen để đồ cả nhà. Còn ở trong chỗ này là có cái máy cái máy nước nóng với lại cái máy sưởi này. Đó, thì ở trong đây. Đóng cửa lại. Thì đi vào bên đây thì sẽ có một cái phòng ngủ ở đây. Có phòng ngủ ở đây nè. Trong đây thì mình để hết tranh rất là nhiều. Tranh này người ta sẽ gói cho mình. Hai cái thùng bự, tức là hai cái thùng treo quần áo vest này kia của anh Rob ấy.
Đó, ở đây thì mình có một cái giường. Trong phòng này đó là ít đồ ha, là một phòng ngủ nhỏ. Ở đây là một cái phòng ngủ nó to hơn nhưng mà cũng chứa đầy đồ luôn rồi. Đây, chứa đầy đồ, hôm bữa mình đã quay cho cả nhà xem rồi này. Thùng 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 rất là nhiều luôn á. Ok cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ đi ra ngoài đây. Là cái cửa đi vô nhà vệ sinh này, nhà tắm này, mình đó ở trong đó là đóng cửa lại rồi. Giờ đây sẽ là một cái phòng ngủ bự hơn, thì cái phòng ngủ này thì có một cái gương và một cái bàn. Giờ cũng chứa đồ rất là nhiều này cả nhà. Đấy, qua bên này, ở đây có rất là nhiều cái tủ để đồ này. Qua bên này, ở chỗ này có một cái khung trống, thì mùa đông mình hay để cây của mình ở trong chỗ đây. Trống này, đây mình bật đèn lên được này. Đó, sáng không cả nhà mình vẫn có thể nhìn ra phía thấy sau nhà luôn. Phía sau nhà này. Sao nhà mình ta? Ở trong căn phòng đây có một cái nhà tắm và nhà một nhà vệ sinh. Đây một cái đây là cái nhà vệ sinh thì có một cái bồn ở đây và trong đây có một cái chỗ tắm nữa. Đó. Nhà vệ sinh này thì nó mới hơn là cái nhà vệ sinh ở bên kia, cái nhà nhà vệ sinh bên kia là phải làm lại á. Đây là cái nhà vệ sinh này, mình nên rót là tính sửa lại cái nhà vệ sinh nhưng mà bây giờ ấy, cái nhà thế này không, người nó cũ này mà bây giờ chuyển đi rồi cho nên không có làm mấy cái này nữa. Này cái nhà tính là tháo hết mấy cái vách này ra luôn sau đó rồi làm nhưng mà không có làm nữa cả nhà. Vừa là đây là phía sau đã mướn người thiết kế rồi cả nhà. Hồi mình anh rót tính tính tháo cái giấy tường này ra cho hai cái phòng ngủ này thành thành một cái phòng ngủ bự luôn, là người ta đã thiết kế cho mình hết rồi và mình đã xin cái kiểu như bên này mình muốn xây gì là mình phải xin cái gọi là cái permit đó cả nhà, là cái giấy phép á, là mình anh rót cũng xin giấy phép hết rồi nhưng mà không có xây nha. Cái nền gỗ này nè, có nhiều người họ vào họ họ kêu nó đẹp quá đừng có bỏ, mà hồi với anh rót hồi trước mình với anh rót không biết tính là tháo cái này ra thay thành gỗ khác nhưng mà thấy người ta đẹp kêu đẹp cái bây giờ nhìn lại mình thấy cũng đẹp, chỉ cần mình sửa lại thôi, chỉ cần người ta đánh bóng lên là nhìn nó rất là đẹp luôn. Bây giờ rất là ít nhà có cái nền gỗ như vậy, ai mà yêu thích nhà có nền gỗ là sẽ thích cái nền như vậy này cả nhà. Ô, mình và anh Rob đâu biết lúc trước cứ nghĩ là nó cũ. Bây giờ nhìn lại thấy nó cũng sạch đẹp mà. Và trong cái kế hoạch đó là tháo hết cái tường, hết tường nhà bếp này ra luôn. Và cái miếng này này là sẽ xây hết bằng kính luôn. Và cái giấy tường này tháo hết ra luôn cả nhà để sửa lại nhà bếp luôn. Nhưng mà bây giờ không có làm. Thì đây là cái sơ đồ thiết kế này anh Rob anh để lại đây. Đó. Thì ở đây là một cái căn phòng hồi trước là để tivi. Nhưng mà bây giờ tháo cái tivi ra rồi. Đó, cho nên để phòng để hai em chó ở đây. Và trong này là một cái phòng thì hầu cái này là cái văn phòng. Nhưng mà mình nên rót lúc mới về là ở trong cái phòng này sửa thành cái phòng không phải sửa mà xếp xếp thành cái phòng ngủ để mình nên rót ngủ cái ngủ quen rồi. Cái ngủ bên đây luôn. Còn để ba cái phòng bên kia trống không có ngủ bên đó. Đây cả nhà. Phòng ngủ của mình và anh rót này, đồ rồi dọn hết rồi. Cái phòng thì cái tường là bằng gỗ. Gỗ này nó bền lắm luôn á, không sơn. Gỗ này mấy chục năm rồi mà nó vẫn còn chắc, nhìn đẹp không cả nhà. Là cái giường. Hôm nay thì mấy cái này là người ta sẽ gói hết cho mình. Hôm kia có một cái bàn thì để cái máy tính với lại cái máy photo. Như vậy thôi, rất là đơn giản ha. Ở đây thì có hai cái tủ để đồ. Nhà mình đi đâu cũng thấy mấy cái rào này nè. Để mấy em chó phải có nhảy tùm lum cả nhà. Bên ngoài sau nhà này này là cái này rồi có một cái máy hiên nữa, cái máy hiên này. Đó. Cả nhà, có một cái máy hiên ha. Thì mình sẽ đi ra ngoài gara thì đầy đồ ngoài đây luôn. Ngoài gara. Đây chính là bên ngoài gara, đây là cái gara đầu tiên ấy thì chắc đầy đồ hết để chuyển đi rồi. Em cả nhà, hôm bữa mình cũng có quay cả nhà xem rồi, là một cái gara nè. Đó. Đồ luôn. Và bên này có một cái gara nữa thì bình thường là anh Rob đậu xe bên cái gara này. Còn mình xe của mình thì đậu ở bên đây. Nhưng mà hôm nay đem xe ra ngoài ấy, để cho người ta tới người ta dọn đồ cho nó dễ. Ở đây thì cái gara này có thể đựng được một cái xe máy, một cái xe của mình và một cái máy cắt cỏ nữa.
mấy cái cỏ thì đã bán cho bác hàng xóm rồi. Và đây là số cây của mình. Số cây này là để mình đem đi Pennsylvania cả nhà. Mà không biết qua bên đó có chỗ trồng không. Đây là phía bên ngoài hả? Phía ngoài mấy cái cây này nó có hoa này, nhưng mà bây giờ nó chưa có nở. Có những cây nó có cả không có. Ở phía nhà mình này, mùa đây thì cỏ nó bắt đầu ra xanh um rồi cả nhà. Có một cây thông thiệt bự ha. Đó, quay toàn cảnh ngôi nhà từ phía bên ngoài cho cả nhà xem nha. Đất rất là rộng luôn cả nhà. Ngôi nhà là 1.800 square feet, nhưng mà đất thì không phải xéo gì á, không phải xéo acre gì cả nhà. Ở bên này cái đơn vị tính nó khác với bên mình. Đây là cái đường đi vô này. Nhà làm bằng cái này nha cả nhà. Nó làm bằng gạch. Cái nhà rất là thấy ít nhà bên này làm bằng gạch đúng không? Bên này thường người ta xây chất liệu khác, sau đó thì người ta tủ lên. Duy nhà mình này có cái này này, cái phía này có cái này là làm bằng vinyl này cả nhà. Khi mà nó dưa mình dùng cái máy mình xịt lên là nó sạch hết rồi. Kia là nhà hàng xóm. Hàng xóm nhà mình đó. Đó, anh đó mình khóa cửa đó rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô này. Ở phía sau nhà hình như hôm bữa mình có quay cho cả nhà xem rồi. Hôm nay trời lạnh lắm cả nhà. Mình và anh Rob đang đợi người ta đi tới để người ta chuyển đồ cho mình ấy. Hình như hôm bữa mình quay ở phía sau nhà cho cả nhà xem rồi đúng không? Hôm nay mình quay lại cho cả nhà xem này. Đây là ở phía sau nhà thử nha. Là cái hành rau. Ủa, đây hoa tulip. Hoa tulip này vẫn chưa nở luôn. Tulip chưa nở này. Nhìn nó rất là bừa bộn đúng không? Tại vì bình thường nếu mà mình còn ở đây thì mình dọn rồi cái cỏ nó sạch. Nhưng mà giờ mình nhân đó phải chuyển qua kia rồi cho nên không có dọn phía sau này. Thì ở đây là hồi là mấy cây mai Mỹ làm lùm lùm mình nhân đó cắt bỏ hết rồi. Cắt bỏ hết, nhìn nó khá là sạch luôn á. Lạnh. Đây phía sau nhà nha. Phía sau nhà thì đây là hoa tulip. Thì mấy cái hoa này là hoa đơn nó nở này. Còn mấy cái hoa này hình như là hoa tulip kép ấy, nó chưa có nở. Nó chưa có nở, nó còn nhỏ xíu à. Và ở chỗ này là có một cái giếng. Đó là cái giếng nha cả nhà. Cái giếng là cái giếng máy chứ không phải là cái giếng đào. Cái giếng thì mình bơm lên nhưng mà mình phải xây cái không dạ mình tủ lại. Ở đây thì cây đào của mình hôm bữa mình đã quay cho cả nhà xem rồi. Ở cái hoa đào. Cái đào không biết nó có trái không nhưng mà nó ra hoa khá là nhiều. Thì ở đây là mấy cái khung trồng cây của mình. Hồi mình đóng ị ọt nhưng mình cũng xài được 3 năm. 3 năm ấy. Phía sau nhà này nó dọn cây hết rồi. Ở bên này ngộ lắm. Hồi nhà bên này là cả nhà nó có cái này. Là người ta dù làm gì bên ngoài này người ta có thể bỏ bỏ thùng cá hay là bỏ rác bỏ đồ trong cái thùng này ngộ lắm. Đó thì ở đây ấy là mấy cây chẳng hạn như là cây bưởi quốc của mình này, nó ra hoa quá trời, mình đã trồng xuống đất rồi mình không đem đi được thì mình trồng nó xuống đất ra hoa nhiều lắm luôn á cả nhà. Này hoa của nó này, bưởi quốc này trái to lắm. Mình trồng trong chậu năm ngoái, năm nay thì mình trồng ra đất. Hy vọng là nó sẽ phát triển tốt. Thì đây là mấy cái cây này ở bên Pennsylvania mình đã có rồi, mình không đem. Cây thì cây này màu đỏ, cây này màu cam. Cây màu cam đẹp ghê luôn á cả nhà ơi. Cam này đẹp không? Úp, ở kia thì mình có trồng mâm xôi. Cây mâm xôi ở đằng kia. Đó là toàn cảnh phía sau nhà mình nha. Giờ mình đi vào nhà thôi cả nhà. Bây giờ còn sớm nó lạnh á. Mình với anh Rob phải đợi người đi tới đây để họ chuyển đồ cho mình. Sau đó thì mình và anh Rob sẽ đi qua Pennsylvania. Anh Rob anh chuyển chiếc xe ra ngoài để tí nữa người ta tới người ta chắc lên cho dễ. Thì mình và anh Rob tính ship đi riêng nhưng mà cái công ty này nó kêu nó chỉ chắc đồ của mình và anh Rob một xe thôi. Nếu mà muốn đem chiếc xe này đi chung luôn á thì nó sẽ tính giảm giá cho mình. Cho nên anh Rob kêu thôi cho đi luôn. Tại vì lúc trước á mình và anh Rob chuyển đi là sẽ cho công ty chuyên về motorbike này người ta chuyển đi.
có một lần cũng chuyển chung với đồ, nhưng mà lần đó thì người ta chuyển chung đồ mình với những người khác, bỏ chiếc xe này lên nữa thì anh Rock anh không thích. Nhưng mà lần này thì hình như là chiếc xe chỉ có đồ của mình không à, nên cho chiếc xe này lên. Và nếu mà mình chuyển riêng từ đây qua bên Pennsylvania thì tốn 800 đô cả nhà. Còn chuyển chung với đồ của mình thì người ta tính bằng kg. The most important thing we're moving today. Xe đã tới rồi này cả nhà ơi. Bây giờ chắc người ta phải chắc là vừa ở trong cái đường nhà mình á. I think they will fit in here. I think so. Yes. Đồ của mình người ta gói là như thế này trước khi mà người ta chắc lên xe. Thì cái phòng này là gói gần xong rồi. Ở đây thì cũng có mấy cái thùng nữa nè. Là phòng nó sẽ trống luôn đó cả nhà ơi. Hai em chó của mình là phải cho ở bên ngoài này để cho mọi thứ làm nó dễ dàng hơn. Cái giường thì người ta chưa có chắc lên xe, người ta sẽ gói cái giường riêng và cái nệm riêng. Người ta chỉ dựng lên đây thôi. Và bây giờ cái phòng thấy nó trống đúng không? Ở nhà mình là xài cái máy sưởi ở dưới nền như thế này, nhưng mà lâu rồi không có vệ sinh trong đường ống á, cho nên một lần nó thổi ra là bụi nó ra quá trời luôn. Cho nên mình vẫn thích cái máy sưởi ở nhà mới hơn. Cái nhà thấy bụi không, nó bám cả nhà. Mình dọn mệt luôn đấy. Đây là cái nệm dệt thủ công bằng tay, anh Rob được tặng cho nên ảnh rất là thích. Cái thảm chứ không phải cái nệm cả nhà. Rồi mà cái gối của nhà mình nè. Trên toàn cảnh sau khi mà người ta đã chắc hết đồ lên xe rồi. Bây giờ cả nhà có thấy là cái phòng nó rất là khác không? Nó trống, không có một cái gì ở trong đó luôn. Và ở bên phòng này cũng vậy, không còn một cái gì hết. Và người ta đã chắc hết mọi thứ lên xe rồi. Qua bên ra bên này á, là cái gara nhà mình này. Hồi nãy nó đầy đồ luôn, bây giờ nó cũng không còn cái gì luôn á. Nó còn trống trơn luôn cả nhà. Và đi qua bên cái căn phòng này là căn phòng khách và cái phòng ăn. Người ta đã chắc hết bàn ghế lên rồi. Và đi vô bên trong mấy cái phòng ngủ này xem thử nó có gì khác so với lúc nãy không nha. Ở bên trong đây nè, hồi nãy cái phòng này toàn đầy luôn. Bây giờ là trong mấy cái phòng không còn cái gì luôn, nó trống, nhìn nó rộng hơn khá là nhiều so với lúc nãy. Lúc nãy mình quay là ở trong cái phòng á, nó có đồ á, nhìn nó chặt đúng không cả nhà. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng mình và anh Rob cũng đang trên xe đi qua Pennsylvania trước khi mà người ta chuyển đồ qua cho mình. Cả nhà ơi, hiện tại mình và anh Rob đã tới Pennsylvania rồi. Pennsylvania? Nhưng mà vẫn chưa về tới nhà, phải hơn 2 tiếng nữa. Pennsylvania? Người ta gọi là, qua đùa là Pennsylvania cả nhà. Mình và anh Rob không có làm gì, chuẩn bị lo chuyển đồ thôi mà cũng đuối cả nhà. Sáng thì có công ty người ta đưa tới 5 người, người ta làm trong khoảng 3 tiếng là hết đồ lên xe rồi chuyển đi luôn. Lúc này là mình, lúc trước mình và anh Rob là thuê công ty Mayflower, nhưng mà đợt này á là người ta không có chỗ trống, cho nên người ta giới thiệu qua một cái công ty gọi là United Van Line. United Van Line rồi thì thấy người ta mua gói đồ cũng rất là kỹ và chuyển đồ rồi lên xe cũng rất là nhanh luôn cả nhà. Nhưng mà không biết là khi người ta bỏ đồ của mình á, người ta chuyển đồ của mình tới nơi thì có bị trễ trước gì không, thì chừng đó mình mới biết được. Thì có gì mình sẽ chia sẻ cả nhà xem ha. Mình và Rob rất là bận rộn ngày hôm nay luôn á. Xong đi lên xe á, muốn đi qua bên này sớm nhưng mà không đi được, chỉ là tí nữa tới tối ngày hôm qua tới bên đó cả nhà. Tại vì sáng mai á, người ta chở đồ cho mình rất là sớm, người ta đi thẳng qua bên này luôn, rồi người ta ở lại sáng cỡ 8 giờ sáng là người ta chở đồ xuống nhà cho mình rồi. Sau đó thì người ta sẽ đem đồ về nhà cho mình. Và mình và Rob đã dọn dẹp sạch sẽ hết ở trong nhà rồi, bây giờ chỉ có đi qua bên này chuyển hết luôn. Chuyển hai em chó cũng nằm ở phía sau luôn rồi. Bây giờ là yes, bây giờ là đi qua bên này luôn. Lúc thì trời nó nắng, lúc thì trời nó mưa. Đuối luôn á, hồi nãy mệt nhưng mà mới gần lại ở cái chỗ nghỉ á, nghỉ 50 phút rồi bây giờ tiếp tục hành trình lên đường thì hơn 2 tiếng nữa thì sẽ tới nơi. Đây là cuối cùng thì mình và Rob cũng sắp hoàn thành xong cái hành trình chỉ nhà này rồi. Là qua lần lại thì chỉ mong
mong tới cái ngày này thôi, chuyển đồ của mình qua bên nơi ở mới thôi cả nhà. Chứ ở bên đó còn trống, chưa có đồ của mình. Khi nào có đồ của mình á, mình mới cảm giác cái ngôi nhà nó ấm cúng được. Cả nhà ơi, mới hôm rồi mình và anh Rob đã qua tới bên Pennsylvania rồi, nhưng mà mình bận quá, hôm nay mình mới có thời gian mình quay lại để kết thúc cái video này nè cả nhà. Thì đồ đã chuyển qua hết rồi, nhưng mà mình chỉ xếp xếp một vài thứ ở đây thôi, chứ mình chưa có xếp xếp đầy đủ hết cả nhà ơi. Cho cả nhà xem sơ sơ này, đồ là mình và anh Rob chỉ đem để này thôi à, tại vì chưa có xếp lên cho gọn, để thuê người ta sơn lại cái phòng này trước rồi mình mới đem sách rồi đem đồ trang trí của mình treo lên tranh rồi mình mới treo lên cả nhà. Với lại cái cửa sổ này nữa, cái cửa sổ này mình là phải làm màn nữa. Thì mấy anh rè va bận rộn quá cho nên mình cũng không có quay video được, và cũng không có mạng ấy cả nhà. Khi mà mình dọn nhà đó thì mình phải cắt mạng để mình trả cho người ta, và không có mạng cho nên mình cũng không có quay video và đăng lên. Hôm nay mình và anh Rob sẽ ăn tối với lại cái món mì ý ở trong ngôi nhà mới này cả nhà, mà đang nấu nó sôi sục 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 này. Đó. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hành trình chuyển nhà của mình và anh Rob nha cả nhà. Thôi thì mọi thứ đồ của mình chuyển qua đây thì nó cũng bị hư hại gì hết đó, tất cả mọi thứ nó đều rất là tốt và người ta chuyển đi gói đồ của mình cũng rất là kỹ. Hôm bữa mình đã chia sẻ cả nhà là mình và anh Rob dùng dịch vụ gọi là United Van Life cả nhà, tại vì mình và anh Rob thuê bên Mayflower nhưng mà họ hết rồi cho nên họ giới thiệu qua công ty đó, thì mình thuê họ chuyển đồ cho mình thì thấy họ làm rất là tốt. Nhanh gọn nữa và người ta gói rất là kỹ cho nên mình và anh Rob cũng rất là thích. Nếu anh chị nào mà chỉ nhà thì có thể tìm hiểu đến cái công ty đó nha, tên của nó là United Van Life á. Và cảm ơn cả nhà theo dõi hành trình chỉ nhà của mình và anh Rob. Bây giờ mình và anh Rob sẽ chuẩn bị ăn tối cái đã cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh của mình với nha. Hôm sau mình sẽ đi ra vườn, mình quay ngoài vườn cho cả nhà xem. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.